Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một thói quen luôn hình thành trong cuộc sống của người Việt ta. Đó không phải là điều xấu, bởi vì qua đó mọi người có thể nắm rõ được các vuông đạo vận của mình, những khó khăn, những trường hợp xấu có thể gặp phải để có thể tránh xa và có thể vươn mình lên. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tử vi của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 8 âm lịch. Qua chương trình, mọi người có thể biết được những khó khăn và thuận lợi cho mình để có thể sắp xếp, cân bằng mọi việc, hóa hung, thành cát. Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng theo dõi tử vi chi tiết của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 tháng 8 âm lịch. Đặc biệt, chương trình ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Mọi người đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi chương trình. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Giáp Tuất sinh năm 1994 tháng 8 âm lịch năm 2021. Tính cách của người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn đầu hỏa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm, thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Con giáp cực kỳ trung thành, thông minh, giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất của những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Giáp Sông Mộc gặp Đinh Âm Hỏa gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ Giáp Tuất, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Qua tháng 8 năm 2021, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc, nhưng không được như ý. Tình hình trước mắt biến động liên tục khiến bản mệnh trở tay không kịp. Có nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết thì đã phát sinh nghiêm trọng hơn, sẽ gây ra sự cố bất ngờ. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi khiến cho những người tuổi Giáp Tuất đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi. Công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Giáp Tuất dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thêm một bước vấp ngã là chẳng thể đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn. Sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Tuổi Giáp Tuất nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống mới dễ thở, mới đón thêm được nhiều điều may mắn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát. Chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 8 âm lịch, gia chủ Giáp Tuất sẽ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền, tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Xét về tài vận, tháng 8 âm lịch tuổi Giáp Tuất khó mà có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi mà công việc của bản mệnh đang khá bấp bênh, chưa tìm được điểm đột phá. Con giáp này có khi đang trên đà tiến bước, sắp nhận được thành quả do công sức mình bỏ ra thì lại bị nẫng tay trên.
nhưng các mối quan hệ xã giao ở thời điểm hiện tại không được tốt nên chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, chứ chẳng thể kêu ai. Tiền bạc kiếm được trong tháng ít ỏi, thường phải giành giật, bon chen vất vả mới thu về được tiền. Vì thế bản mệnh nên học cách tiết kiệm, chớ chi tiêu hoang phí quá mức. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Giáp Tuất không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Hãy chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, sức đề kháng tốt. Gia chủ Giáp Tuất sinh năm 1994, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy, hỗ trợ tốt cho các gia chủ, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của mệnh chủ Giáp Tuất sinh năm 1994. Tư về mặt tình cảm và gia đạo. Mệnh chủ Giáp Tuất sinh năm 1994 là người hướng ngoại, thích thể hiện bản thân mình. Người độc thân trong tháng này sẽ sớm tìm được bạn đời, mong muốn trong các buổi gặp gỡ, họp mặt hay mạnh dạn tìm hiểu để đạt được kết quả như bản thân mong muốn. Tử vi tuổi Giáp Tuất từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của bản mệnh. Mọi người thật sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, pha Tý, tuổi Dần. Đối với người tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 10, từ ngày 12 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, nhâm Thìn, nạp âm, trường lưu thủy. Ngày âm lịch 11 tháng 8, từ ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, mậu Thìn, nạp âm, đại lâm mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8, từ ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, canh Thìn, nạp âm, bạch lạc kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tuất tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8 tới ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Đinh Mão, nạp âm, Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8 tới ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Mão, nạp âm, Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Giáp Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.